Lợi thế về khí hậu, điều kiện tự nhiên với nhiều ao hồ, sông suối, thác, hệ sinh thái đa dạng, Đắk Nông có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái gắn với hệ sinh thái rừng, văn hóa, nghỉ dưỡng theo hướng du lịch nông nghiệp, farm trip. Mặc dù đi vào hoạt động mới một năm nay, nhưng nhờ nắm bắt được thị hiếu của khách du lịch và tiềm năng du lịch địa phương mà farm Ngô Gia Trang của Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Cao nguyên Mơ Nông, thành phố Gia Nghĩa đã thu hút khá nhiều du khách, đoàn tham quan du lịch đến đây. Hiện tại Ngô Gia Trang đang sở hữu một cái cảnh quan rất là độc đáo, bao gồm nhiều hồ xen kẽ các vườn cây ăn trái. Thì đây là một cái đặc điểm để níu giữ chân khách du lịch đến với Ngô Gia Trang. Với vườn cây đa dạng, nhiều loại cây ăn quả. Kèm theo đó thì Ngô Gia Trang tích cực kết nối với các điểm du lịch ở trong tỉnh để mang lại cho khách hàng nhiều sự lựa chọn khi đến với du lịch của Đắk Nông. Hiện nay các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh cũng đã và đang hướng đến xây dựng không gian du lịch với những thiết kế sáng tạo, có sự kết nối giữa thiên nhiên và đô thị hiện đại. Không gian du lịch sinh thái gắn với nghỉ dưỡng sinh thái, văn hóa bản địa, từ đó đã tạo nên nét độc đáo ấn tượng và thu hút du khách đến Đắk Nông. Mình có xuống Đắk Nông khá là nhiều lần, nhưng mà lần này mình khá là ấn tượng đến cái không gian lưu trú của tỉnh Đắk Nông. Hiện tại là rất là phát triển. Và sau này chắc mình sẽ ghé một vài lần nữa và cũng sẽ giới thiệu cho các bạn bè của mình. Vì các bạn biết đấy, Đắk Nông là một tỉnh rất có rất là nhiều danh lam thắng cảnh, cảnh đẹp, và trong khi đó khí hậu rất là trong lành và mát mẻ. Tính đến nay, tỉnh Đắk Nông có 306 cơ sở kinh doanh lưu trú, trong đó có 2 khách sạn 3 sao, 4 khách sạn 2 sao, 15 cơ sở đạt chuẩn, đảm bảo nhu cầu lưu trú của du khách. Với 4 khu điểm du lịch thu hút khách như khu du lịch thác Đờ Rê Sáp, huyện Krông Nô, khu du lịch sinh thái Phước Sơn, Đắk Sở Lấp, điểm du lịch thác Đắk Cờ Lun, Tuy Đức, Ta Đung, Thiền viện Trúc Lâm, Đạo Nguyên, Đắk Sông và một số mô hình du lịch nông nghiệp, farm trip. Trong năm mới này, nhiều khu điểm du lịch của Đắk Nông sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng để nâng cao chất lượng dịch vụ. Chúng tôi sẽ đầu tư nhiều công trình hạng mục có tính gọi là điểm nhấn, nó phục vụ được đa dạng loại khách, nhiều loại hình du lịch, khai thác tất cả các loại hình du lịch gắn với đặc trưng văn hóa người đồng bào dân tộc, tiếp tục xây dựng các hạng mục đầu tư mới để đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ cái lượng khách ngày càng đông. Trong năm 2023, tổng số lượng khách du lịch đến Đắk Nông là 679.000 lượt, tăng 32,5% so với năm 2022. Trong đó, khách quốc tế là 5.400 lượt, tăng 170% tổng doanh thu ngành du lịch, 160 tỷ đồng, tăng 146% so với năm 2022. Triển khai mạnh vấn đề về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh Đắk Nông, làm sao để du khách có thể tới Đắk Nông, người ta biết đến Đắk Nông nhiều hơn, và tăng cường cái vấn đề về quảng bá xúc tiến du lịch tại các hội nghị, hội chợ, hội thảo, công tác quảng bá xúc tiến, mở các chương trình farm trip để mà thu hút được các nhà lữ hành, các công ty du lịch tới và quảng bá cho Đắk Nông khi mà dẫn khách tới đây. Bên cạnh kết quả kể trên, du lịch Đắk Nông còn có một số khó khăn hạn chế cần khắc phục như hạ tầng giao thông, đầu tư chưa đồng bộ nên chưa kết nối các khu điểm du lịch với nhau, nguồn ngân sách thực hiện công tác xúc tiến quảng bá du lịch còn hạn chế, tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh còn chậm, hoạt động lữ hành chủ yếu khai thác nguồn khách trong tỉnh, chưa khai thác các tour du lịch khu vực và quốc tế nên chưa thu hút được đông đảo du khách đến với tỉnh. Thời gian tới, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tăng cường mở rộng thị trường, xúc tiến, quảng bá, liên kết phát triển du lịch thông qua các hoạt động, sự kiện văn hóa xã hội, xúc tiến thương mại, tăng cường quản lý nhà nước và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển du lịch, phục dựng các nghi lễ văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và các giá trị di sản cấp quốc tế đối với Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Với những kết quả đạt được, cũng như giải pháp mà ngành văn hóa thể thao và du lịch Đắk Nông đề ra, hy vọng rằng bước sang năm mới 2024, du lịch Đắk Nông sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.